Mời quý vị theo dõi chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tiếp đến quý vị nội dung của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6. Phần thứ nhất, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 với các chương 6, chương 7, chương 8, chương 9 và chương 10. Thưa quý vị, toàn văn dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 cùng những nội dung gợi ý để thảo luận góp ý, đóng góp cho dự thảo báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại địa chỉ brt.vn. Quý vị truy cập vào địa chỉ brt.vn để có thể xem toàn văn nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 cùng những nội dung gợi ý để thảo luận góp ý, đóng góp cho dự thảo báo cáo. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chương trình hôm nay. Sáu lớn, hiệu lực hiệu quả chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền các cấp được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển. Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động được nâng cao. Tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, mở rộng đối tượng. Các kiến nghị của cử tri được tổng hợp và phối hợp với các cơ quan chức năng trả lời kịp thời đầy đủ, tăng cường giám sát việc thực hiện các lời hứa với cử tri. Công tác xây dựng nghị quyết chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm định kỹ về nội dung, bám sát tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực. Phần lớn các cuộc giám sát được tổ chức kịp thời, nội dung đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống. Các vấn đề sau giám sát được chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong kỳ họp. Tổ chức thảo luận tổ, các vấn đề đưa ra thảo luận ngắn gọn trọng tâm. Hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng cao, làm rõ thực trạng, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục. Công tác điều hành quản lý nhà nước trên các lĩnh vực địa bàn có sự cải tiến, nội dung công việc được cụ thể, xác thực hơn, tăng cường công tác phối hợp. Nhiều vấn đề tồn động trước đây được giải quyết dứt điểm. Chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từng cấp ủy, sở ngành địa phương thường xuyên rà soát, ban hành kế hoạch hàng năm để khắc phục những hạn chế yếu kém, cải thiện thứ hạng đối với các chỉ số BC, BA Index, BABI. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, tốt hơn. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính đạt 83%. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được mở rộng với 43,9%, đạt thủ tục mức độ 3, 14,6% đạt mức độ 4. Đã ban hành nhiều bộ thủ tục hành chính theo hướng đơn giản rút gọn. Công tác thanh kiểm tra công vụ được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ngày càng hiệu quả, thiết thực, tăng cường mối liên hệ thường xuyên với cử tri, kịp thời chuyển tải đầy đủ những thông tin, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các bộ ngành, chính phủ, chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận tại nghị trường, có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế xây dựng chủ trương giải pháp phát triển kinh tế xã hội và xây dựng luật pháp được đánh giá cao. Công tác tham gia xây dựng các dự án luật được đổi mới, chất lượng nâng lên, đồng thời luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc địa phương, tích cực phối hợp cùng các cơ quan của tỉnh, làm việc với các cơ quan trung ương giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của tỉnh. Hạn chế khuyết điểm. Việc giám sát của Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội có nội dung chưa kịp thời, chậm kết luận. Tính khả thi một số nghị quyết còn thấp, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo chưa đáp ứng được yêu cầu. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt, chấp hành pháp luật chưa nghiêm, thiếu tính chuyên nghiệp. Người đứng đầu một số cơ quan chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm, ít chủ động nghiên cứu, đề xuất, quyết định kịp thời, dẫn đến một số công việc còn chậm. Vẫn còn sở ngành né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa cao. Bảy lớn, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hướng về cơ sở. Có 11 trên 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng nhân dân và tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được mặt trận, các đoàn thể chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đạt kết quả thiết thực. Đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm thông tin về những vấn đề nổi cộm để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời, đồng thời phát huy tích cực vai trò các cá nhân tiêu biểu, lực lượng cốt cán, những người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nội dung phương thức hoạt động mặt trận các đoàn thể hội quần chúng tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở. Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được nâng lên, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chương trình giảm nghèo, các mô hình giúp nhau làm kinh tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào dân vận khéo tiếp tục được phát huy. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập Quỹ An sinh xã hội và vận động các doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội giai đoạn 2019-2020 với số tiền đăng ký hơn 146 tỷ 300 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, chính quyền bước đầu có kết quả. Trong đó đã giám sát, phản biện một số vấn đề lớn được đánh giá cao. Nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện được cơ quan tổ chức có liên quan tiếp thu, xem xét, thực hiện. Hạn chế, khuyết điểm. Còn 2 trên 13 chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết. Nội dung phương thức hoạt động mặt trận các đoàn thể có lúc có nơi chưa kịp thời đổi mới, hoạt động còn mang tính hành chính hóa. Tính chủ động trong việc góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền chưa cao, việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát còn lúng túng, việc thực hiện các kiến nghị, thông báo sau giám sát, phản biện còn chưa được quan tâm đúng mức. Tám lớn. Công tác xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng, các cấp ủy đảng đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị. Có 11 trên 14 chỉ tiêu đạt so với nghị quyết. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ tiếp tục củng cố, nâng cao với phương thức lãnh đạo bám sát thực tiễn, tuân thủ nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy luôn xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, bố trí nguồn lực và định kỳ được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tính nêu gương của cán bộ đảng viên. Kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, giảm sút vai trò trong lãnh đạo, kiên trì chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Tập trung chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin. Trong đó đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến, học tập quán triệt nghị quyết, mời các báo cáo viên có kinh nghiệm, sức thuyết phục, có khả năng truyền đạt tốt để truyền đạt và lồng ghép nhiều nội dung nghị quyết, chỉ thị có tính chất tương đồng vào cùng một hội nghị. Chỉ đạo hàng năm, các đơn vị phải chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện, tạo chuyển biến, duy trì nề nếp việc họp báo, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận những vấn đề phát sinh. Hoạt động của báo Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được quan tâm đầu tư. Chất lượng thông tin tuyên truyền, giao ban, kết nối với các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định của Trung ương về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Từng cấp ủy và đảng viên đều nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm, từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Qua thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên. Nhiều cán bộ đảng viên, người đứng đầu đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực sự là tấm gương tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều cấp ủy đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa. Tổ chức chỉ đạo quyết liệt việc tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, đã sắp xếp giảm 141 đầu mối từ tỉnh đến cơ sở, tinh giản đạt 11,14% biên chế toàn tỉnh. Thí điểm 25 mô hình sáp nhập, hợp nhất, chỉ đạo xây dựng 56 đề án vị trí việc làm, thực hiện nhiều đợt luân chuyển điều động cán bộ, thường xuyên ra soát, bổ sung quy hoạch. Quyết liệt thay thế cán bộ không đáp ứng được công việc, không đảm bảo các tiêu chuẩn lãnh đạo, xử lý tốt công tác cán bộ tại các đơn vị có yếu tố gia đình, mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng tầm cho đội ngũ cán bộ nguồn tỉnh, huyện. Chú trọng thực hiện ra soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Đã kết nạp được 8.702 đảng viên, đạt 98,14% kế hoạch, thành lập 34 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phát động phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện quy trình đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên ngày càng chặt chẽ, công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra giám sát được chủ động và mở rộng trên nhiều lĩnh vực theo phương châm, tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng. Hầu hết các chỉ tiêu tăng về số lượng, qua đó đã kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kịp thời chỉ đạo xác minh những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm.
công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được điều phối chặt chẽ, nhịp nhàng, tránh trùng lặp. Về khắc phục những khuyết điểm sau kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh tra được chỉ đạo nghiêm túc, trách nhiệm. Công tác dân vận có nhiều hoạt động đổi mới, hàng năm đều xây dựng chủ đề, phương châm hành động. Các cấp chính quyền quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thành lập các tổ vận động nhân dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án phức tạp, tiếp tục triển khai mở rộng, nhân rộng mô hình dân vận khéo, hạn chế khuyết điểm. Có 3 trên 14 chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết. Việc nắm bắt xử lý thông tin trái chiều, thông tin giả, không đúng sự thật, có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên ở một số đảng bộ, tổ chức đảng chưa thực chất, năng lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ và người đứng đầu chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra giám sát có việc không khả thi còn chậm. Việc xử lý một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, khiếu nại của dư luận xã hội hiệu quả chưa cao. Chính lớn đánh giá tổng quát thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 6. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, đảng bộ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế đã và đang được thúc đẩy phát triển mạnh trên cả 5 lĩnh vực: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng mô hình kinh tế bền vững, kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc. Tuy vậy, tỉnh vẫn vượt chỉ tiêu về số dự án và số vốn đăng ký. Thu ngân sách nội địa vượt lên cao gấp rưỡi so với thu từ dầu khí. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường từng bước chặt chẽ hơn, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật được nâng lên. Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sự tương tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng gia tăng và hiệu quả, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư vào Bà Rịa Vũng Tàu. Chất lượng cuộc sống của người dân dần được cải thiện, nâng cao. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng sâu sát thực tiễn và tận tâm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Vai trò của mặt trận, các đoàn thể ngày càng được phát huy trong việc bảo vệ và chăm lo quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân. Xây dựng đảng được tập trung thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Chính trị, tư tưởng có chiều đổi mới, hiệu quả tuyên truyền ngày càng cao, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên được đặc biệt chú trọng, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ phục vụ nhân dân được nâng lên. Kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực, được người dân quan tâm. Hoạt động phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời. Công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng kịp thời, gần dân, sát dân. Phương thức lãnh đạo của đảng bộ tiếp tục được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Đạt được kết quả như trên là do Trung ương, Chính phủ có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hiệu quả nên giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng khá. Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã bám sát nghị quyết, sâu sát thực tiễn cuộc sống, kịp thời cập nhật các vấn đề mới phát sinh để lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đảng bộ đoàn kết nhất trí, cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai nghị quyết của đảng bộ vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Cảng biển tuy có tăng trưởng cao qua hàng năm, nhưng công suất khai thác cảng container vẫn còn thấp so với thiết kế. Chưa có nhiều sản phẩm mới về du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông kết nối vùng còn chậm. Việc triển khai thực hiện các thủ tục đất đai kéo dài, phức tạp. Vẫn còn các điểm đen về môi trường, ô nhiễm trong nông nghiệp, nông thôn chưa được khắc phục. Chất lượng y tế, giáo dục tuy được cải thiện, nhưng có mặt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động văn hóa thể thao chưa so nổi, rộng khắp. Tội phạm ma túy và tội phạm nghiêm trọng có xu hướng tăng. Hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu, công tác xây dựng đảng còn nhiều mặt phải nỗ lực hơn, nhất là trong công tác cán bộ. Những hạn chế, khuyết điểm trên do nguyên nhân khách quan từ ảnh hưởng của giá dầu liên tục biến động, dịch bệnh COVID-19 lan rộng, kéo dài. Trung ương chậm cho chủ trương giải quyết các yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống cảng biển. Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu.
nhiều luật quy định mới được ban hành gây chậm trễ trong lộ trình triển khai các nhiệm vụ của tỉnh. Nhiều vấn đề phát sinh trên thực tế đòi hỏi phải có thời gian bước đi mới có thể khắc phục hiệu quả. Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu dẫn đến các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 5 năm qua, đó là một số cấp ủy còn thụ động, chưa sâu sát thực tiễn, tư duy chậm đổi mới để lãnh đạo chỉ đạo, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, khả năng hành động còn hạn chế. Một số lãnh đạo, người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, hạn chế về năng lực, sợ trách nhiệm, co thủ, chưa thực thi hết quyền hạn của mình để thúc đẩy sự phát triển. Cách làm, phương pháp xử lý công việc của một số cơ quan chưa nhất quán còn lúng túng, không rõ ràng đường hướng thúc đẩy nên phải họp nhiều lần để giải quyết, làm mất thời gian, cơ hội. Sự phối hợp giữa các ngành chưa tốt, thiếu hiệu quả, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Công tác dự báo, tính toán, một số chỉ tiêu kế hoạch chưa sát thực tế, tính khả thi chưa cao. Việc giải quyết thủ tục đầu tư các dự án kéo dài, lúng túng trong xử lý các vướng mắc, thường xuyên hỏi chính phủ và các bộ. Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng chưa quyết liệt, thiếu tính khả thi. Công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý các dự án chậm triển khai, chưa đạt yêu cầu, còn tồn đọng nhiều. Nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh rất lớn, nhưng vẫn còn tư duy ỷ lại, trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, chưa năng động tìm kiếm, chưa phát huy các nguồn lực sẵn có của tỉnh. Những điều này làm kìm hãm sự phát triển. Văn hóa xã hội chỉ dựa vào đầu tư công, chưa thu hút mạnh đầu tư xã hội hóa. Việc chuyển đổi cơ chế tự chủ một phần của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực này còn chậm. Thu nhập cho đội ngũ viên chức sự nghiệp còn thấp, không tạo được động lực cho người lao động. Một số cơ sở vật chất đầu tư sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí. Mặt trận các đoàn thể chưa đầu tư nhiều trong việc nghiên cứu, sâu sát thực tiễn để đổi mới phương thức hoạt động, tham mưu cho cấp ủy các giải pháp huy động các tầng lớp nhân dân, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Một số cấp ủy chưa thực hiện tốt nguyên tắc, tập trung dân chủ, quy chế làm việc, buông lỏng trong lãnh đạo và trong kiểm tra giám sát. Người đứng đầu một số cấp ủy chưa quan tâm công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Cơ quan tham mưu chức việc, một số cấp ủy còn thụ động, chưa tích cực đề xuất triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, có tư tưởng trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy. 10 lớn, một số kinh nghiệm. Thứ nhất, phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Từng cấp ủy phải thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, kiên trì bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh những sai trái, luôn đặt lợi ích của người dân và sự phát triển của tỉnh lên cao nhất trong các quyết định, chủ trương của mình. Sau đây là nhân tố quyết định cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ. Thứ hai, phải nâng cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu và đề cao trách nhiệm của từng thành viên trong lĩnh vực phân công phụ trách. Phát huy cao nhất trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra hàng năm. Thứ ba, đối với những vấn đề lớn để đạt hiệu quả cuối cùng thì phải kiên trì bám sát lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện thường xuyên, liên tục. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng công việc và kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh. Thứ tư, các cấp ủy đảng phải sâu sát thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tạo chỗ dựa vững chắc và sự tự tin cho chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị từ chương 6 đến chương 10 nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong chương trình kỳ sau phát sóng cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị nội dung phần thứ 2 của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thưa quý vị, toàn văn dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 cùng những nội dung gợi ý để thảo luận, góp ý, đóng góp cho dự thảo báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại địa chỉ brt.vn. Quý vị truy cập vào địa chỉ brt.vn để có thể xem toàn văn nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 6 cùng những nội dung gợi ý để thảo luận, góp ý, đóng góp cho dự thảo báo cáo. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.